Em chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì em đi lấy cây tắc kè đá. Cây tắc kè đá thì em lấy rồi, lấy ở bên kia rồi, mà cây tắc kè đá thì em giới thiệu với các bạn nhiều rồi. Thì các bạn biết cái tác dụng của tắc kè đá thì có rất là nhiều tác dụng rồi, nhưng mà hiện tại thì em đã ra đến ngoài này và em đang đứng ở một cái vị trí rất là nguy hiểm, nhưng mà sẽ chia sẻ cho các bạn một chút. Như này, em thấy một cái hang của xác ốc. Phải nói là một cái hang xác ốc nhé các bạn này. Đây, một cái hang này. Và đây. Đây, một cái hang này. Ui, núi đá này. Đây phải nói gọi là một cái hang của xác ốc. Tuy nhiên là để nói chuyện, chia sẻ với các bạn thì em phải đứng rất là cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận, em cũng rơi mất xuống đây. Đấy, chưa một cái là em sẽ rơi xuống đây. Em sẽ quay cho các bạn xem. Đây các bạn. Các bạn thấy cái hang nào mà nhiều xác của con ốc núi chưa? Đấy, ốc núi này. Con ốc này thì có thể ăn được nha các bạn nhé. Cái này thì không phải là nó bò vào đây nó chết đâu ạ. Các bạn nhé. Đây không phải nó bò vào đây nó chết đâu ạ. Nó bị cắn như này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ở đây chứng tỏ là có một con thú ấy. Có một con cầy hoặc là một cái con gì nó chuyên ăn con ốc này. Và nó đi bắt về và nó ở đây nó ăn. Mà ở đây thì phải nói là cái quá trình nó sống này rất là lâu rồi các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy cái xác, những cái vỏ ốc không này, cái xác của ốc không này. Phải nhìn cái rồi. Đấy, tan nát như này. Cái cũ có, cái mới có. Đây, có cả con ốc sên nữa này. Đấy, còn chủ yếu là ốc núi này. Tại sao là, đây, ở trong kia cũng có khá nhiều này các bạn. Nó, vì nó hơi tối ấy. Các bạn biết tại sao không? Biết tại sao là nó lại thu về đây không? Đây, một cái hang ở dưới kia là một cái hang nhé các bạn nhé. Một cái hang như này thì nếu mà là con thú này ấy, thì nó sẽ đi tìm về mà nó chuyên ăn thịt con ốc này, nó cắn, nó ngồi đây nó cắn ăn. Và đây là một cái quá trình bao nhiêu năm nay của nó rồi. Cái chỗ này rất là đẹp, trơn đẹp, rất là hay. Tuy nhiên là em phải bước cẩn thận không, em trượt xuống. Đấy. Nó phải là cái chỗ đấy, nó đấy. Ở kia cũng có một cái hang này. Đây các bạn phải biết là em đang nói em lại thấy cái gì đây. Các bạn phải biết là cái chỗ như này nó che mưa che nắng được đúng không ạ? Mà nó lại sáng cơ. Lúc trước người ta chưa phát chỗ này đi để lấy cái cây này này. Chưa phát đi để lấy cái này thì nó sẽ là một cái húm. Tuy nhiên là sau khi người ta phát đi rồi thì nó sẽ nhìn thấy thoáng này. Đấy. Cái hang nó nhìn thấy dưới ở dưới kia kìa. Thì là nó sẽ tha con ốc về đây nó ăn các bạn ạ. Ăn rất là nhiều, hay. Cái này nếu mà đi bấy thì sẽ bấy được nó. Đây là một con thú thì chắc là con gì nó cũng không to lắm đâu. Vì ở đây thì nó ở gần bản ấy mà, nó không to lắm. Nhưng rất là nhiều xác ốc nha các bạn nhé. Bạn hộ về của em ở trên kia nó không nhìn thấy, nó không xuống đây được. Hôm nay em đi tìm cây cây cô tai bố á, cái tắc kè đá ấy. Để làm thuốc ấy thì lấy được cây củ đây, củ bình vôi trắng. Tuy nhiên là lấy được củ bình vôi trắng, nhưng mà tắc kè đá thì ở đây bây giờ thì em cũng không biết là lên trên này một tay như thế nào. Bây giờ thì lại còn cầm củ bình vôi trắng nữa, tay lại cầm điện thoại nữa các bạn ạ. Mà đi rất là khó đây, các bạn nhìn thấy chưa? Không cẩn thận một phát thì không phải nói rồi, đúng không ạ? Không cẩn thận một phát thì các bạn sẽ không, các bạn thấy em vừa đang quay, vừa quay thì thế là rồi không nghe thấy tiếng của em nữa là các bạn sẽ không còn thấy video của em nữa, bởi vì ở đây những cái hang đá này thật sự rất là nguy hiểm thôi. Em đây, để em bỏ cái túi ra, em cho vào cái túi của em. Đấy, đây ta kè đá này. Tắc kè đá với lại cây. Trời ơi, khó quá, chỗ đứng nó còn không có ở chỗ này. Nó khó chịu, nó trơn lắm. Mưa ấy, hôm qua mưa ấy. Ở đây thì có cây ngũ. Em thấy ngũ gia bì chân chim ấy, ngọn của nó em cũng lấy. Lấy về để làm thuốc đắp cho những cái bác bị xương khớp ấy mà. Bây giờ thì để em đeo cái túi vào đã các bạn. Em đeo cái túi vào thì mới trèo lên đây được. Vừa trèo vừa cầm điện thoại được không thì không cầm được điện thoại. Ê.
Đây rất là nhiều hang hốc, hùm, đá, cây cối, đó. Khá trơn, khá nguy hiểm. Vừa đi sẽ vừa, các bạn chịu khó một chút nhá. Chỗ này em trèo lên nó sẽ là lắc rung. Tại vì em có một tay thôi mà. Lắc rung. Đây này các bạn. Chỗ này cuối cùng lên được đây. Lên đến đây. Đi những kiểu đi ái thuốc vậy. Đi vào những cái chỗ này thì có những cái khám phá rất là hay các bạn ạ. Hay luôn. Ơi, đây rồi. Nay thì em đi khá muộn. Đây, cánh đồng của em ở đây. Nay thì em đi khá muộn các bạn ạ. Một loài hoa rất là đẹp. Đây. Cái lá này em cũng lấy nhá. Lá này em cũng mang về để bó xương đắp xương. Các bạn biết lá kiểu cái gì không ạ? Lá của cây dây đau xương nhá. Đây. Đây cây dây đau xương này. Đấy. Cái rau xương này, lấy cái lá non của nó này về đắp. Kết hợp vào cái thuốc khác thì đắp vào. Đắp bột sống. Đắp những bệnh lý về xương khớp các bạn ạ. Đây là một cái thuốc tắm này. Tắm cho trẻ con. Cái thuốc tắm cho trẻ con. Còn em thì em lấy cái lá này thôi. Nếu mà cái bị bệnh mà đắp dùng cái thuốc đắp ấy, xương khớp ấy, dùng thuốc đắp nó rất là hiệu quả thì mình lấy những cái lá như này, lau này về mình trộn vào. Nhưng mà cái này là dùng tươi các bạn nhá, dùng tươi sẽ gửi cho các bạn dùng tươi ấy. Bạn nào ở gần thì em dùng tươi thì các bạn thấy có cả cái lá của cái này nữa, lá của cái dây đau xương nữa kết hợp với nhau. Nào em sẽ đi lấy cái dây đau xương với lại cây củi ngũ gia bì gai. Củi ngũ gia bì gai của em hết rồi thì đi vào núi đá thì lấy. Ra đến đây thì chắc là tí nữa đến đây, đến ngoài này thì không chia sẻ với các bạn, không cầm cái điện thoại đi được bởi vì em thấy ở chỗ này có cây hủ xuống rất là khó. Ở đây có nhiều cây giả cổ lam nhé các bạn nhé, nhưng mà giả cổ lam này là giả cổ lam để ăn thôi, không phải giả cổ lam để uống đâu. Các bạn thì nhiều bạn không biết thì vẫn lấy về uống, nhưng em thấy nó không có hiệu quả, em không uống. Em không dùng cái loại này cho khách đâu, em dùng cái loại loại em hay giới thiệu cho các bạn. Quả rừng này, có quả gì đây này các bạn. Đấy, quả gì này. Chả biết quả gì luôn. Những cái quả mà mình đi rừng á, mùa này thì nó bắt đầu có quả. Nhưng mình đi rừng á, cái quả nào mà không thấy con gì ăn thì các bạn không ăn được đâu. Cái kinh nghiệm sinh tồn là các bạn phải biết là khi nào mà thấy con thú ăn thì mình mới có thể ăn được, còn con thú không ăn mình không ăn được đâu. Con thú nó ăn không sao thì mình mới ăn được. Đây. Xuống đây thì chắc chắn là không thể chia sẻ với các bạn được rồi. Một cái mảng đá như này mà đi một tay thì nó chắc trượt một phát xuống dưới mất. Không để quay được rồi, nhưng mà sẽ chia sẻ cho bạn nốt cây này này. Các bạn nhìn ở đấy thì thế thôi, nhưng em đứng ở đây thì nó rất là trơn. Đây này, giới thiệu cho các bạn. Đây, cây này. Cây ba lá này. Nhưng mà ngọn nó như này nhá. Cây này mang về đắp và tắm. Những cái bạn bị xương khớp mà những cái bạn bị. Cái này là bài thuốc em dùng cho những cái người bị ngã, bị tai nạn ấy. Thì dùng để tắm. Đấy. Hơi thơm, dùng để tắm. Tắm toàn thân ấy, tắm mà. Để mình không phải tắm thần thân mà các bạn biết tắm là như thế nào không? Chia sẻ cho các bạn nhé. Các bạn lấy về các bạn đun lên. Cây này với tất cả những cây thuốc về xương khớp ấy, các bạn đun lên. Là sau đó là các bạn đun đặc vào, hoặc là các bạn dấp chấm chấm vào cái chỗ đau ấy, hoặc là ví dụ bị ở cổ tay ấy, thì các bạn ngâm hẳn cổ tay vào, hoặc cổ chân ngâm hẳn cổ chân vào, còn bị cổ sống thì các bạn sẽ nằm lên. Đấy, nằm lên cái chỗ thuốc này nước nó sẽ ngấm ngấm vào. Kiểu thế thôi chứ không phải tắm cả người, không phải rửa cả mặt đâu. Những cái thuốc, có nhiều cái thuốc không được rửa mặt đâu nhá các bạn nhá. Có rất là nhiều cái thuốc không được rửa mặt, không phải là các bạn tắm nước thuốc là các bạn rửa cả mặt bằng cái thuốc đâu. Có nhiều cái thuốc nó đắng lắm, nó vào mặt nó sẽ vào mắt, đúng không? Cho nên là khuyến cáo các bạn dùng thuốc đắp, thuốc chân có thể tắm, có thể ngâm được, nhưng mà các bạn không được rửa mặt. Rửa mặt thì nó có cái thuốc để rửa mặt khác, không thì nó sẽ ảnh hưởng đến mắt, đến tai, đến đấy rất là nguy hiểm, cho nên là không rửa đâu. Chỉ có ngâm thôi, hoặc là có thể ngâm vào mỗi chỗ mà mình bị ở đâu không thôi. Đây.
Xuống đây thì em không chia sẻ với các bạn được rồi. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Em phải cất đi hoặc là em đeo bao tay vào này. Một tay đeo bao tay vào hoặc là mới bám từ từ xuống này. Không thì nó bị trượt. Rất là nguy hiểm luôn. Em chào các bạn nhé.